không biết lúc này là cảm thấy hoảng thực sự, hay do lời nói của anh, tang chỉ không đủ bình tĩnh nói nốt câu, liền nấc lên nghẹn ngào, mà trong phòng ký túc xá lúc này, tiền phi nặng nề gõ xuống bàn phím mấy cái, sau đó hét lớn, đờ em em em, hỗ trợ ngu xuẩn vl lập tức tang diên đá thẳng cái gối ở đầu giường vào đầu tiền phi quát, nếu không yên tĩnh chút, tôi đánh ông thành đầu heo đó, tang diên. Đang thời điểm nước sôi lửa bỏng nha tiền phi hét lớn con mẹ nó ông không được ngủ cùng gạch dưới hai đầu oanh tạc và nbsp đoàn gia hứa nhếch môi cười quay lại đóng cửa sổ ban công anh tựa ở lan can cánh tay khoác lên thành lan can đôi mắt nhìn xuống những ngọn đèn sáng lấp lánh phía dưới sân ký túc xá, anh liễm liễm cảm xúc, chậm rãi nói, nhóc con, mấy giờ em mới đi học, tang chỉ vẫn còn đang nghẹn ngào, cố nén giọng ngàn ngạt trả lời, 7 giờ 40 p, 7 giờ dậy, ừm, ngay mai 6 giờ dậy được không, lần này tang chỉ không đáp đoàn ra hứa cũng không thèm để ý, cân nhắc ngôn từ, muốn khuyên nhủ đạo lý với cô một chút, nhóc con, đây là nhiệm vụ thầy giáo giao cho em, là chuyện của mình. Em. em không mang vợ về nhà, có thể thẳng thắn nói với thầy, sau đó xin thầy tha lỗi, sau đó bổ sung sau. Em không thể qua quyết bằng cách nhờ người khác làm hộ được, đầu kia điện thoại, tiểu cô nương sụt xịt mũi, sau đó buồn buồn ừ một tiếng, và NBSP, hai tháng không gặp, lần ngày ngược lại có vẻ dễ bảo hơn, và NBSP, đoàn gia hứa thoáng nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngày mai 6 giờ dậy. Có thể hay không, lần này cô trầm mặc mấy giây, sau đó không tự tin đáp ứng, có thể, vậy ngày mai gạch dưới, đoàn gia hứa trong lòng tính toán một chút thời gian, ngày mai 6 giờ 40 p, anh chờ em ở trạm xe bus, giúp em viết bài, được không, tang chỉ dạ một tiếng, và NBSP, đoàn gia hứa, đừng khóc, trước hết nghĩ bài tập kia nên viết thế nào, sau đó, rửa mặt, đi ngủ, tang chỉ thanh âm còn mang theo giọng mũi, khàn khàn, nghèn nghẹn đáp, được, lời này nói rất nhanh, đột nhiên Tang Trí đột ngột nhỏ giọng thỉnh cầu, "Anh à, chuyện này anh có thể đừng nói với anh trai em được không?" Đoàn Gia Hứa cười, "Quên vợ bài tập cũng không dám nói cho anh hai của em, không phải?" Tang Trí không biết giải thích thế nào, miễn cưỡng chốt một câu, "Dù sao cũng đừng nói cho anh ấy." "Được." Đoàn gia hứa không biết mình lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy, khẽ nhắc nhở, ngày mai đúng 6 giờ phải rời giường, nhớ chưa, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại nhắc em, tang chỉ ngoan ngoãn nói, đã biết, đoàn gia hứa, đi ngủ đi, nghe thấy âm thanh cúp máy từ máy bên kia, đoàn gia hứa mới bỏ điện thoại xuống, màn hình điện thoại đã tối thui nhưng điện thoại tang diên xưa nay không để mật mã. Anh bật sáng màn hình tìm cuộc trò chuyện gần nhất trong hộp thư thoại quét mắt thấy số liên lạc của tang trĩ sau đó trở về màn hình chờ anh đem quần áo thu vào trở lại phòng ký túc xá căn phòng nhỏ hẹp càng thêm náo loạn tang diên đã từ trên giường bước xuống lúc này đang đứng bên cạnh tiền phi thi thoảng lại toang toác mắng thao tác dở hơi gì thế nhìn qua biểu hiện chỉ thấy một sự gợi đòn đoàn ra hứa đưa điện thoại trả lại anh tang diên miễn cưỡng nói, thế rốt cuộc rơi gì thế, đoàn gia hứa thuận miệng nói, chỉ là một món đồ chơi nhỏ, thôi kệ em ấy đi, tang diên gật đầu, không hỏi lại, đoàn gia hứa vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra, đã đến thời gian tắt đèn. Anh dùng khăn bông xoa xoa tóc, đi đến bên bàn, mở đèn bàn ra. Quét mắt một vòng, không thấy vở bài tập của tang trĩ, anh nghiêng đầu, nhìn vào túi sách của mình, nhấc lên quả nhiên phía dưới có mấy quyển sách cùng một quyển bài tập màu lam nhạt, đoàn gia hứa giật giật khóe môi, đem đống sách vở đẩy sang một bên, cầm quyển sách chuyên ngành lên. Sau đó khởi động máy tính, mở tập văn kiện dưới hộp bàn ra, tiếp tục chuẩn bị hai ngày nữa lên bục giảng thuyết trình, và NBSP, căn phòng dần yên tĩnh, thanh âm nô đùa trong các phòng dần nhỏ lại. Màn đêm càng ngày càng dày, sự tĩnh lặng bao phủ vạn vật trong ký túc xá chỉ còn một chiếc đèn sáng rỡ, máy tính trong phòng 525 2 giờ sáng mới tắt, và NBSP, đoàn gia hứa đóng máy tính, sắp xếp lại đồ đạc, sách vở trên mặt bàn, đột nhiên anh chú ý tới cuốn vở của tang trĩ để trên bàn. Anh dương mắt nhìn chút, đem khăn ướt lau qua lau lại trên mặt cho tỉnh táo, thuận tay rút cuốn vở ra, và NBSP, anh tiện tay lật dở vài tờ vừa đúng lúc dừng lại ở một trang. Đoàn gia hứa thoáng một tia hào hứng. Anh hoàn toàn không có chút ý thức tôn trọng sự riêng tư của vị tiểu bằng hữu nào đó, dù đã buồn ngủ díp mắt, vẫn hứng chí nhìn lướt qua, tiêu đề là, một con chó lang thang, thứ tư, ngày 24, tháng 6, năm 2009, hôm nay thời tiết không tốt lắm, bầu trời âm u, như trực trào muốn đổ mưa. Tôi không mang dù, xuống xe liền vội vã về nhà, một đường phi nước đại về khu chung cư. Đi ngang qua một bụi cỏ ven đường, tôi đột nhiên thấy một chú chó hoang, toàn thân đen tiền, thấy cảnh này, tôi đột nhiên dừng lại, tâm tình bỗng chốc sầm xì như như thời tiết ngày hôm nay. Nhìn con cún hoang, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút thương tâm, nhịn không được quay lại nói chuyện với nó, nhìn thấy nó, tôi liền nghĩ đến anh hai tôi. Bởi vì dáng dấp của chú chó hoang này cùng anh trai tôi như cùng một khuôn đúc ra. Phảng phất tựa như anh trai tôi hồi còn nhỏ, đoàn ra hứa, ánh mắt của anh dừng thật lâu. Một tia mệt mỏi ra rời trong mắt lập tức tan đi, nụ cười bỗng nở rộ trên. Miệng anh. Trong phòng an tĩnh, một tiếng vang nhỏ cũng không có, cơ hồ chỉ có âm thanh cười khúc khích của anh và NBSP, Đoàn Gia Hứa cười chán mới khép vở lại, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt và NBSP, lúc đi ra, anh lại chú ý đến cuốn vở bài tập. Mắt Đoàn Gia Hứa thoáng suy tư, nhớ đến câu Tang Chỉ nói em không dậy nổi, anh dừng lại mấy giây, vẫn là ngồi xuống lấy một quyển vở mới, xé ra một trang, sáng hôm sau và NBSP tang chỉ vùng vẫy nửa ngày, một bên nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức liên tiếp vang lên bên tai, trong đầu dùng hết sức mạnh ý chí tích lũy suốt 13 năm qua cố gắng ra lệnh cho mí mắt mở ra cuối cùng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ cùng tiếng chuông điện thoại gọi đến cùng réo vang, tang chỉ vẫn là cố gắng an phận ngồi dậy, cô rất không vui bầm bịch đạp chăn ra, xuống giường đi rửa mặt, và NBSP, Lê Bình đã thức dậy từ sớm, đang nấu cháo. Nghe được tiếng mở cửa, còn tưởng ba ba tang vinh hôm nay trở trời dậy sớm, cũng không nói gì, lúc đi ra khỏi phòng bếp thất một khuôn mặt trẻ con buồn ngủ hai mắt xíp lại ngồi trước bàn ăn đợi bữa sáng bà sững sờ chỉ chỉ sao hôm nay con dậy sớm vậy tang chỉ xoa xoa mắt con quên vở bài tập ở trường đi sớm một chút để bổ sung bài loại chuyện này cơ bản chưa từng xảy ra lê bình cũng không có khiển trách cô chỉ nhẹ nhàng nói vậy để ba đưa con đến trường nhé lên xe con có thể ngủ thêm một giấc thôi ạ à nhớ tới hôm qua đoàn ra hứa hẹn gặp cô ở trạm xe bus, tang chỉ hàm hồ nói, con hẹn bạn cùng lớp rồi ạ, à. Lê Bình cũng không hỏi nhiều, vào phòng bếp lấy cho cô một chén cháo, và NBSP, ăn xong điểm tâm, tang chỉ vác ba lô lên, vội vã chạy ra cửa chờ ở trạm xe mấy phút, cô lên chuyến xe bus sớm nhất, tìm chỗ ngồi xuống, và NBSP, theo thời gian rút ngắn dần, tang chỉ bỗng cảm thấy bối rối hơn, không hiểu cái cảm giác khẩn trương này là gì, cứ không ngừng nổi lên trong lòng, càng gần chỗ hẹn, tang chỉ càng cảm thấy không được tự nhiên, và NBSP, từ nhà cô đến trường không tính là xa, ngồi xe bus ước chừng 10p. Nghe loa báo đến trạm xe cần xuống, tang chỉ đi theo dòng người xuống trạm, trái tim đập liên hồi như là sắp bắn ra khỏi lồng ngực, cũng không biết tại sao lại khẩn trương đến vậy, tang chỉ nắm chặt quay đeo của ba lô, hướng bốn phía nhìn quanh, không thấy ai. Sợ anh đứng quanh trạm xe, không thấy cô, tang chỉ còn cẩn thận đi xung quanh tìm, và NBSP, vẫn không thấy. Tang chỉ lấy điện thoại ra, phát hiện mới 6 giờ 30 p không biết số của đoàn gia hứa nên cô cũng không thể gọi cho anh chỉ có thể chờ cô có chút buồn bực ngồi trên dãy ghế chờ của trạm xe qua hai phút điện thoại của tang trí đổ chuông điện thoại hiển thị số lạ tang trí ấn nghe và nbsp đầu bên kia quả nhiên là giọng của đoàn gia hứa thanh âm của anh truyền đến, lộ ra chút từ tính, trầm thấp êm tai, nhóc con, đã tỉnh chưa, đã đến tận nơi chờ rồi còn hỏi tỉnh chưa, tang chỉ im lặng, chậm rãi đã lời, tỉnh rồi, nghĩ nghĩ, cô cũng hỏi, có phải anh còn chưa dậy, ừm. Đoàn gia hứa, cười nhẹ, anh chưa tỉnh làm sao gọi điện thoại cho em được, vậy sao em vẫn chưa thấy anh, khả năng bởi vì anh còn chưa ra ngoài, và NBSP, lời này 10 phần phù hợp với suy đoán của tang chỉ cô cũng không kinh ngạc chỉ là không vui đá đá viên đá trước mặt khuôn mặt căng ra anh nếu anh đến trễ về sau bạn gái anh sẽ có dáng vóc giống anh nghĩ nghĩ cảm thấy lực uy hiếp không đủ bèn bổ sung hình thể giống transformer đô con lực lưỡng vừa mới nói xong bỗng có vật gì ấm áp dán vào gương mặt tang trí tang trí giật nảy mình vô thức quay đầu và nbsp đoàn ra hứa tựa vào cột một tay cầm một bình sữa bò ấm anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi vân đỏ nhan sắc lạnh nhạt nhìn tùy tiện mà kiêu ngạo anh nhìn chằm chằm tang trĩ màu nâu nhạt trong đôi con ngươi vì ánh nắng ban mai dịu dàng hôn lên mà trở nên sáng như mã não và nbsp anh đứng thẳng buồn cười nói giống như transformer chỉ có thế nhóc con đoàn gia hứa tựa tiếu phi tiếu cười nói em đúng là một con nhóc không có lương tâm không nghĩ tới anh liền tới ngay ở trước mặt anh, tang chỉ có chút chột dạ, cúi đầu không dám nhìn anh, cũng không dám lên tiếng, qua hai giây, bất quá, đoàn ra hứa đuôi mắt thoáng dương lên, đem chai sữa bò trong tay nhét vào tay cô, như có điều suy nghĩ, nghe em vừa nói như vậy, kết hợp này, hình như rất hấp dẫn nha. Giọng điệu của anh nhàn nhạt, hơi mang theo ý trêu đùa, tang chỉ không nghe ra ý trêu chọc của anh, còn tưởng là anh đang nói thật. Tay cô khẽ vuốt theo cốc sữa, tỏ vẻ đã hiểu rõ, hỏi anh: "Anh à, có phải anh chưa xem hai bộ phim này không?" Đoàn Gia hứa hơi cong khóe môi, "Có xem Transformer, quả nhiên là thế, quả nhiên bởi vì không biết nên mới nói như vậy, biết được cái mà anh không biết, tang chỉ thấy cũng có chút gì đó đáng để kiêu ngạo." cô đứng lên định giải thích cho anh như hoa không phải tên phim mà là vai phụ trong một bộ phim hồng kông tên là nói đến đây cô đột nhiên dừng lại nhất thời không thể nhớ ra tên của bộ phim là gì là là, chờ mãi không thấy cô nói tiếp, đoàn gia hứa nhìn chằm chằm bộ dạng vắt óc suy nghĩ của cô, không nhịn được nữa mà cười thành tiếng, cái tên như hoa này nghe cũng êm tai đấy, tang chỉ còn chưa nghĩ ra nên không phản ứng gì với câu nói của anh, cũng không để ý cô ngó lơ mình, đoàn gia hứa nói thêm, hẳn là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ, lần này tang chỉ không thể giả bộ như không nghe thấy, ngẩng đầu định phản bác sau một lúc anh nghiền ngẫm bộ dạng nhăn nhó này của cô liền bồi thêm giống như tang trí ấy nhỉ tang trí tang trí không tin được vào tay mình không dám tin những lời mình vừa nghe được anh nói bộ dạng của cô giống như hoa xét đánh giữa trời quang đoàn ngay sau đó anh rút điện thoại từ trong túi ra xem giờ anh nhìn xung quanh một lượt, cách đó không xa có một cửa hàng giá rẻ, đi vào đó ngồi viết nhé, tang chỉ vẫn đang chết chân tại chỗ, không lên tiếng trả lời anh, đoàn gia hứa quay đầu lại, âm cuối hơi kéo dài, hửm. Sao tiểu như hoa không nói gì, lại còn tiểu như hoa, trời đất quay cuồng. Sấm sét đùng đoàn, tang chỉ không biết là anh đang khen cô hay đang châm chọc cô. Cô vô cùng bất bình, ngữ khí không vui đáp lại, anh đừng gọi em như thế nữa, bộ dạng như hoa chẳng xinh đẹp chút nào, vậy sao? Đoàn Gia hứa nhíu mày, nghe có vẻ đẹp mà, nghe vây tang chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Nhìn nét mặt anh, cô đột nhiên phát hiện ra có chỗ không đúng lại nhớ đến phản ứng ban đầu của anh khi nghe đến tên như hoa rõ ràng là khác xa dáng vẻ giả bộ ngốc nghếch của bây giờ trong nháy mắt tang chỉ hiểu ra anh đang đâm chọc mình đoàn ra hứa cười hai tiếng chậm rãi bước đi cửa hàng này cũng không nhỏ ngoại trừ buôn bán các vật phẩm thông thường bên cạnh quầy thu ngân còn có một cái máy cung cấp đồ ăn sẵn như xúc xích và mì Trước tủ lạnh có hai cái bàn trống, tang chỉ ngồi vào chỗ ở giữa, đoàn gia hứa ngồi xuống đối diện cô, lấy vở bài tập của cô từ trong ba lô ra, em viết đi, tang chỉ nhận lấy, mở bài tập ra, cửa. Hàng chìm trong yên lặng, nhân viên của hàng đứng trong quầy thu ngân nghịch điện thoại cũng không gây ra tiếng động quá lớn mùi cá và trứng từ máy bán thực phẩm tỏa ra đậm vô cùng, chiếm lấy toàn bộ không gian, đoàn gia hứa nâng má nhìn cô, nhóc con, em muốn ăn gì không, tang chỉ lấy bút ra, cũng không quá để ý đến anh, đoàn gia hứa hỏi lại, có muốn ăn gì không, tang chỉ lắc đầu, vậy anh đi mua đồ ăn sáng đây, tang chỉ gật đầu, đoàn gia hứa đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân, tang chỉ đã viết xong ngày tháng lên trang giấy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng đoàn gia hứa, lúc này anh đang đứng trước máy bán thực phẩm ánh đèn trong cửa hàng vừa phải quầng mắt anh hơi xanh tím chắc là do thức khuya lâu ngày nhưng tinh thần lại rất tốt khi nhìn vật gì, đôi mắt kia cũng không giấu được vẻ lơ đáng, thờ ơ, ẩn sau bộ dáng vừa chuyên chú lại vừa ôn hòa, nhưng nụ cười lại cứ luôn bông đùa như thế. Đây có phải là người đàn ông nhã nhặn vừa bại hoại trong tiểu thuyết hay miêu tả hay không? Không lâu sau, đoàn gia hứa đã cầm sandwich quay về chỗ tang chỉ hạ tầm mắt, giả bộ đang suy nghĩ, đoàn gia hứa lấy từ trong ba lô ra một chai nước, còn có cả một quyển sách chuyên ngành. Sau đó, anh xé vỏ bọc ngoài, lười biếng cắn sandwich tướng ăn của anh rất tốt, không hề phát ra âm thanh nào. tuy nhìn có vẻ từ tốn nhưng tốc độ lại không hề chậm, rất nhanh đã giải quyết xong miếng sandwich. tang chỉ vẫn lề mề chưa động bút. tâm tư cô lúc này chẳng thể nào chú tâm vào việc cần làm, cứ không tự chủ được mà để ý tới anh. trước đó anh trai cô có nói sau khi bọn họ thi xong mới rời khỏi giáo khu, vậy chắc là bây giờ được nghỉ rồi. nghe ba mẹ nói vì còn một kỳ học ngắn nữa nên anh hai tạm thời chưa về nhà, anh có thế không, phát hiện ra tang chỉ đang thất thần, đoàn gia hứa gõ nhẹ xuống mặt bàn, làm bài đi, mặt bàn hình tròn, diện tích không quá lớn, sách vở của hai người đè lên nhau. Đoàn gia hứa nhìn thoáng qua, dứt khoát gấp quyền giáo trình lại, nhường lại hết chỗ cho cô, qua thật lâu, đoàn gia hứa nhìn thấy bình sữa trên bàn còn chưa mở nắp, lên tiếng hỏi, em không uống sữa à, nghe vậy, tang chỉ ngẩng đầu lên, nhìn bình sữa rồi lại nhìn anh, sau đó không nói gì nhét bình sữa vào cặp, nhìn động tác của cô, đoàn gia hứa buồn cười hỏi, làm như anh muốn cướp của em ấy, tang chỉ không nói gì, đoàn gia hứa nửa đùa nửa thật, không muốn cho anh uống à à, tang chỉ quay đầu, cảnh giác kéo khóa cặp sách, sao nhóc con nhà em tính khí lại lớn thế. Đoàn gia hứa ngồi một tư thế lười nhác, trên mặt là vẻ ngả ngớn như có như không thường trực, anh chỉ đùa với em một chút thôi mà, sao lại một mực không thèm nói chuyện rồi, lần này đến mí mắt tang chỉ cũng không thèm nhúc nhích, đoàn gia hứa cũng không quá để ý, chỉ nhỏ giọng nói, cô nhóc vô lương tâm, tang chỉ nhịn không được cứng nhắc đáp lại, em muốn tập trung làm bài, đoàn gia hứa nhìn xuống bài tập của cô, đã viết được hơn nửa trang, anh thở dài, được rồi, em viết đi, nói được câu đầu tiên, mấy câu sau liền dễ dàng. Tang Chỉ không đơn phương chiến tranh lạnh với anh như vừa rồi nữa, thấy bài tập đã sắp hoàn thành, Tang Chỉ giả bộ lơ đãng hỏi, anh chưa được nghỉ à, chưa nghỉ, à, nhà anh cũng ở đây à, không phải, Tang trí nghĩ nghĩ, suy đoán nói, vậy sau khi học xong anh, anh về nhà nghỉ hè à, cũng không. Sao tự nhiên em lại hiếu kỳ chuyện của anh thế? Đoàn Gia Hứa nhìn lướt qua bài tập thản nhiên nói, làm xong nhanh đi, xong còn đi học. Ừm, 7 giờ 15 Tang chỉ hoàn thành bài tập, cô thu dọn sách vở, cho vào cặp sách sau lưng, cùng Đoàn Gia Hứa đi ra khỏi cửa hàng, thấy cũng còn sớm. Đoàn Gia Hứa đưa cô đến tận trường luôn, không biết có phải không muốn đi học hay không mà Tang chỉ cứ chần chừ cô ỉu xìu nói một tiếng hẹn gặp lại với anh, rồi chậm rãi quay người đi vào trường, không lâu sau, dường như nhớ ra gì đó, đoàn gia hứa gọi cô lại, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp, đưa cho cô, đúng rồi. Nhóc con, anh quên chưa nói với em, tang chỉ lúng túng nhận lấy, cái này, anh đọc trộm sổ ghi chép của em. Hình như anh đang cố làm ra vẻ áy náy, nhưng tang chỉ lại không thấy tí ti nào. Rồi đoàn gia hứa chỉ vào mảnh giấy trên tay cô, điều chỉnh giọng nói phù hợp, cho nên anh viết cho em một ngày, coi như để bù đắp. Vì vẫn còn sớm, phòng học trống hơn nửa, còn 20 phút nữa mới vào học, bạn cùng lớp lần lượt đến. Tang Chỉ ngồi vào chỗ của mình, lục đồ trong cặp sách, cho đến khi lôi hết sách vở ra rồi cô mới ngừng lại, tìm lại trong túi, lấy tờ giấy đoàn ra hứa vừa mới đưa cho cô ra, trải phẳng ra, quả nhiên là một trang trong sổ ghi chép, tựa hồ còn cố tình bắt trước nét bút của cô, nét chữ vuông vắn, cứng cáp, ngay ngắn, đề mục là, truyền ký túc giúp anh trai. Nội dung vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ ghi lại câu chuyện ngày hôm qua. Cô lật ngược lại, mặt sau còn có một hàng chữ rất lớn, không thể dùng tang chỉ không thể tưởng tượng ra nổi tình cảnh lúc ấy, chắc lúc đó trời cũng đã tối, ánh đèn xung quanh không còn sáng rõ anh ngồi trước bàn học ít khi gặp được đề khó như vậy đau đầu viết ra mấy dòng này có lẽ là như vậy dường như hô hấp và nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh rồi tưởng như nếm được vị đường trong không khí đầu óc tang trĩ trống rỗng cô cẩn thận đọc lại một lần khóe miệng không nhịn được nữa nhếch lên gấp tờ giấy lại nhét chung vào ngăn để tranh của mình vừa lúc ân thực như đến đi vào từ cửa sau lên tiếng chào tang trĩ đi qua mấy bước mới quay đầu lại hỏi, ấy, hôm nay sao trông cậu có vẻ vui nhỉ, nghe vậy, tang chỉ hơi giật mình, miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt, không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện cười thôi, ân thực như cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt cô quét qua một lượt, chú ý tới bình sữa trên bàn tang chỉ, buồn bực nói, cậu bị dị ứng sữa cơ mà sao lại còn mua, tang chỉ im lặng mấy giây, bỏ sữa vào trong ngăn bàn, tớ không cẩn thận lấy nhầm. Sau khi về nhà, tang chỉ bỏ bình sữa vào trong tủ lạnh. Lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy, cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn giấu trong hòm bảo vật của mình, thỉnh thoảng nhớ tới lại lấy ra xem, cứ ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách bây giờ rất gần. Sau khi tan học, tang chỉ chỉ cần đi bộ 5 phút là có thể tới được chỗ anh thậm chí còn có thể giả bộ tới tìm tang diên để đi gặp cái người mà lúc nào cũng nghĩ tới kia, nhưng cô không có cái lá gan ấy, luôn cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm, cô lo lắng, sợ bản thân mình không giấu được, đó chỉ là tâm tư nhỏ của riêng mình, nửa tháng cứ như vậy trôi qua, ngày đầu tiên được nghỉ hè, lúc tang chỉ lấy bình sữa ra bị mẹ nhìn thấy nhưng chỉ coi là tang trĩ muốn uống lê bình uyển chuyển nói rất nhiều lời với cô sau khi nói xong vẫn lo tang trĩ sẽ uống nên định thu của cô tang trĩ chỉ, chỉ có thể đổ hết sữa trong bình đi mang bình đi rửa sạch sẽ rồi để khô thỉnh thoảng cô lại bỏ sao mình gấp vào đó ngày này qua ngày khác sau cùng tờ giấy đoàn gia hứa viết hôm ấy cũng bỏ vào trong từ chiếc mầm nhỏ bé non nớt ban đầu dần dần lớn lên trở thành một cây đại thụ cô bắt đầu ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi ngày nào cũng hy vọng mong thời gian có thể trôi nhanh một chút mong mình mau chóng lớn lên Đầu tháng 8, vì Tang Vinh và Lê Bình phải đi tham dự hôn lễ của một người bạn ở thành phố khác, trong nhà chỉ còn lại hai người là Tang Diên và Tang Trĩ. Trước khi xuất phát, Lê Bình không quên dặn dò Tang Diên một đống thứ, "Nơ cậu ta cậu ta nhớ chăm sóc em gái." lại thêm vài câu uy hiếp tang diên chỉ có thể bực bội mà đáp ứng ngày đầu tiên của hai người cũng coi như yên bình ngoại trừ lúc ăn cơm tang diên phải mặt than đáp ứng rất nhiều yêu cầu của tang trĩ mới nấu xong cơm cho cô Thời gian còn lại, Tang Diên phần lớn là nằm trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng Tang Chỉ sẽ tới làm phiền cậu ta, cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa, nhưng sang ngày thứ hai, bạn cậu ta hẹn đi chơi game, Tang Diên không muốn từ chối, tức tốc mặc quần áo, lúc này Tang Chỉ đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách xem hoạt hình. Nghe thấy động tĩnh mới quay sang nhìn, mặt không biểu tình, Tang Diên đi đến chỗ thay giày trước cửa, tao ra ngoài một lát, nhớ ngoan ngoãn làm bài tập, tang chỉ tỏ vẻ đã hiểu, anh đi chơi hả, tang diên nghĩ một đằng nói một nẻo, có việc nhớ gọi điện thoại, tang chỉ, không được, tang diên dừng động tác, cười như không cười nói, mày còn định quản anh cơ à, tang chỉ lại nhìn về phía tang diên, mở gói khoai tây chiên trên bàn, nếu không may có trộm tới em phải làm sao cũng không thể đánh lại cậu ta, mày cứ khóa cửa cẩn thận thì trộm sao vào được, vậy nếu em đói, thì sao, cũng không có đồ ăn, tang diên không kiên nhẫn được nữa, nhìn chằm chằm gói khoai tây trong tay cô, trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn vặt đấy, không đủ cho mày ăn à, tang chỉ cắn khoai tây chiên, em không muốn ăn đồ ăn vặt, dừng mấy giây trên gói khoai tây, tang diên không muốn rằng co với cô nữa, chỉ có thể nhượng bộ nói, vậy mày muốn ăn cái gì, tang chỉ, dù sao cũng cũng không phải là đồ ăn vặt, tang chỉ cố nén cơn tức lại, mày muốn ăn gì tao mua cho mày, tang chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, giọng rất đương nhiên, nhưng giờ em chưa nghĩ ra, quỷ con. Tang Chỉ ngồi xuống, bóp lấy mặt cô, lúc tao bằng tuổi mày, ba mẹ không có nhà, tao không chỉ tự làm đồ ăn còn phải trông mày đấy, mặt Tang Chỉ bị cậu ta co kéo, nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa, nhưng bây giờ không giống, không giống chỗ nào, lúc anh bằng tuổi em không có anh trai. Tang Chỉ không thèm chớp mắt, cười như tiểu hồ ly, nói chậm lại, còn em thì có, lúc bạn gọi điện thoại tới, Tang Diên cũng hết hứng đôi co với cô, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là bây giờ nói luôn muốn ăn gì để tao ra ngoài mua, hoặc là ngồi nhà chờ chết, Tang Chỉ tiếp tục gặm khoai tây, em chọn cái thứ hai, nói xong, Tang Chỉ lấy điện thoại dưới ghế, tìm số của Tang Vinh. Cô chăm chú nhìn màn hình, nói nhỏ, được rồi, để em nói chuyện với ba, tang diên xùy một tiếng, tùy mày, cậu ta lười để ý đến cô, đi ra cửa, dừng khoảng hai giây, sau lưng truyền đến tiếng nói điện thoại, tang diên sỏ một chiếc giày, còn chưa kịp sỏ chiếc thứ hai đã nghe thấy tang chỉ dùng ngữ điệu vô cùng thành thật nói, anh hai bảo con chờ chết đi, tang diên. Tang diên nhắm mắt lần nữa, lần thứ hai cởi giày đặt xuống. Anh ta bước nhanh đến chỗ tang trĩ đứng, giật lấy điện thoại di động của cô, mặt không đổi, tầm mắt rủ xuống, muốn đem điện thoại cúp ngay và luôn, bật màn hình lên. Giao diện màn hình lại không phải như anh nghĩ, bên trên không phải giao diện cuộc gọi, mà là màn hình chính. Căn bản chính là không có cuộc gọi nào cả. Chuyện được edit bởi sắc cấm thành. Riap vui lòng xin phép và áp sau pết 5 chương. Không ấp 10 chương cuối và ngoại chuyện. Cảm ơn, anh phản ứng kịp trong nháy mắt, tức giận đến mức dạ dày ẩn ẩn đau đớn, cười gần, nhóc con, mày đùa bỡn anh mày ư tang chỉ nhìn ông anh hai mặt đang đen lại thấy rõ, vô tội chớp chớp mắt, em cũng đâu có bảo em gọi điện đâu, ngữ khí tang diên lành lạnh, vậy mày vừa nói chuyện với ai, tang chỉ xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lười biếng nói, em diễn tập một lần thì thế nào, anh vừa nhẫn tâm nói, để đứa em gái duy nhất đói chết, em cũng đâu có nói bậy. Hiện tại, Tang Chỉ đột nhiên nhớ tới điện thoại đang bị ông anh mình giật mất, muốn cướp về, em diễn tập xong, giờ gọi luôn, Tang Diên nhìn con nhóc em bất trị chằm chằm nửa ngày, không ngăn cản, thuận theo đưa cho con bé, được, giỏi thì gọi đi, cái tình cảnh này diễn ra không giống Tang Chỉ tưởng tượng lắm. Cô nhìn lão anh xảo quyệt của mình một chút, có tí xíu hồ nghi, lại không muốn bị lấn át khí thế, chỉ đành chậm rãi mở điện thoại, cầm cụi nhắn tin, nhìn cử động của cô, tang diên bình thản nói, xong chưa? Đến phiên anh mày, em chẳng làm gì sai. Tang chỉ nhíu mày, anh định nói xấu gì em với ba mẹ, không nói cho mày biết tang diên ngoài cười nhưng trong không cười nói anh mày chính là ngứa tay muốn lôi thứ gì đó ra đánh cho đã không sao cứ mép ba mẹ đi Tang Diên đứng dậy đóng cửa sổ, thuận tiện kéo mảnh lại, muốn nói cái gì thì cứ nói hết một lượt, nói xong thì đến lượt anh mày, trong phòng nháy mắt tối om, giống như khúc nhạc dạo cho một màn bạo lực đẫm máu sắp diễn ra, khí thế của Tang Chỉ nhanh chóng xẹp đi hơn nửa, bắt đầu bất an, anh đánh em, ba ba về sẽ đánh chết anh đó, được. Tang Diên bất cần đáp, anh mày chờ nè, chống mắt lên chờ đó, Tang Diên không nhìn cô, đi về phía phòng khách cầm cái chổi lông gà treo cạnh tivi xuống, im lặng không lên tiếng quật quật vào không khí để thử độ dẻo dai, chậm rãi nói, tiểu quỷ, muốn anh qua hay mày tự dẫn xác ra đây, Tang chỉ nhìn đồ vật mang tính sát thương cao trên tay ông anh cục xúc của mình chằm chằm mấy giây, không lên tiếng. Tang Diên tựa hồ cũng không cần cô đáp lại, thôi nể em gái, anh tự qua, phát giác được tình cảnh đã phát triển Đến mức điên đảo rồi, tang chỉ nhỏ giọng gọi, anh hai à, tang diên nhàn tản đáp lời, tốt, để anh mày qua, nhìn ông anh không nói lý một bước, hai bước đi đến gần, tang chỉ trầm mặc hai giây, một đôi mắt to tròn chớp động thức thời nhận lỗi, em sai rồi, là em có lỗi với anh hai, lần sau em sẽ không tái phạm nữa, vẫn rất có phong thái gió chiều nào theo chiều ấy, sớm biết điều thế này có phải hơn không? Tang Diên trước giờ ăn mềm không ăn cứng, ném chổi lông gà sang một bên, ngoan ngoãn chút, đừng hơi tí thì đối nghịch với anh mày, nghe lời một chút, anh liền đưa mày đi ăn ngon mỗi ngày, nếu không thì chỉ có ăn đòn, biết chưa, Tang Chỉ không phục Nga một tiếng, Tang Diên, thôi, anh đi đây, Tang Chỉ nhìn anh một cái, đột nhiên hỏi, anh hai, anh ra ngoài chơi với ai thế, Tang Diên sỏ giày vào lần thứ ba, thuận miệng nói, bạn cùng phòng, Tang Chỉ, ồ, sao? ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập đi. Tang Diên nói, đừng có hứng chí đi vào nhà bếp, tự tiện nấu đồ ăn đấy. Trong nhà có rất nhiều đồ ăn, đói bụng thì tự lo liệu, muốn ra ngoài mua gì thì cứ thoải mái, có việc gì thì gọi anh, còn có. Tang Diên gái gãi mặt bổ sung, đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ, Tang Chỉ gật đầu, một lát sau, Tang Diên rời đi một tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, sau đó cả căn nhà hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, tập phim hoạt hình trên TV vừa hết, chương trình tiếp theo là ca nhạc. Tang chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ném túi khoai tây chiên lên bàn trà, sau đó tắt TV đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhớ đến lời Tang Diên lúc nãy, bạn cùng phòng, đáy lòng Tang chỉ như bị ai cấu một phát vừa nhói nhói, lại ngưa ngứa cảm giác cơ hội cận kề trong gan tấc một cái với tay liền nắm được, lại không với đến, cảm xúc cũng theo đó lên xuống thất thường, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối, nghèn nghẹn, cô cầm bình nước mát trong tủ lạnh uống từng ngụm rồi suy tư trở về phòng, đúng lúc ân thực như gọi cho cô, tang chỉ, tang chỉ, sao thế, cuối tuần sinh nhật phó chính sơ ân thực như nói, bọn anh muốn rủ chúng mình đi hát karaoke, nhờ mình hỏi cậu muốn đi cùng không, cuối tuần nào, tuần cuối cùng của tháng này, à. Tang chỉ nói, để mình xem đã, cậu định tặng phó chính sơ cái gì, còn phải chuẩn bị quà ư. Tang chỉ nghĩ nghĩ, vậy mình không rảnh. Ân thực sơ im lặng nói, cũng không nhất thiết phải có quà. Nhưng chẳng phải đây là sinh nhật người ta sao? cũng phải chuẩn bị chút quà chứ, nếu cứ thế tay không đến chẳng phải rất xấu hổ à, ơ mình cũng thấy thế. Tang chỉ chân thành nói, nên mới không đi, nhưng cũng chưa chắc mọi người đều mang quà theo. Ân thực như như không muốn đi một mình, nhất định phải kéo theo Tang Trĩ, vội nói, nhưng cậu cũng không cần để ý quá đến việc này, cùng lắm đến lúc đấy mình nói, quà của mình là của chung hai đứa. Tang Trĩ đến bên giá sách, rút một quyển manga xuống, đến lúc đó tính sau, cậu không phải muốn đến trường luyện thi sao, ừ ha? Ân Thực Như lập tức gấp gáp, mình quên mất không nói với cậu nữa mình đi đây nói rồi liền cúp điện thoại tang trí nằm úp sấp trên giường lại lật danh bạ điện thoại nhìn thấy số liên lạc của đoàn xx do dự ấn mở tin nanh. ngón tay của cô giật giật rồi ngưng lại nếu gọi thì phải nói gì nhanh tin thì nhanh cái gì bây giờ chúc ngày mới tốt lành gần đây nhất có ngày lễ nào không nhỉ à ngày thành lập quân đội vậy liền gạch dưới chúc ngày thành lập quân đội vui vẻ đi nghe thực sự có chút kỳ quái hay là giả vờ gửi nhầm tin anh không quá thất bại không được hay là cứ gọi trực tiếp cho tang diên đi nói muốn qua tìm anh hai có việc không chừng có thể gặp mặt anh tang chỉ bỏ điện thoại xuống mắt nhìn manga nhưng đầu óc đã đi đến tận đâu rồi một lúc sau, cô ném cuốn chuyện xuống, chui vào trong chăn, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, vậy tại sao? Tại sao lại muốn gặp mặt ở cùng anh giống như chẳng có chuyện gì tốt, luôn luôn bị anh đùa giỡn, tuổi tác cũng chênh nhau nhiều như vậy, cùng anh nói chuyện cảm thấy sự cách biệt thế hệ rõ ràng, hoàn toàn không có tiếng nói chung, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc, đúng, anh ấy thì tính là cái gì, anh? Ấy, tính là cái gì chứ đi đi âm hồn bất tán để bổn cô nương ngủ tang chỉ đứng dậy uống máy ngụm nước tiện thể vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo cô thỏa mãn nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đột nhiên bắt đầu làm nhảm một mình nhằm tự thôi miên bản thân không tính là gì cả không tính là gì cả, chỉ vì dáng dấp đẹp mặt một chút, trên đường đi cũng vô tình thu hút vài ba ánh nhìn, cũng chỉ giống như một chú cún nhỏ dễ thương một tẹo, người đi đường đi qua liền muốn sờ một cái thôi, không khí đông cứng một lát, tang chỉ thở hắt ra, tiếp tục thôi miên bản thân, khả năng cũng chỉ có điểm đó là tạm chấp nhận, nhưng cũng chỉ có thể, giả dụ mình gặp một người đẹp trai hơn, liền thích người đó, tỉ như hiện tại, không gặp mặt, mình cũng không đặc biệt muốn gặp. Tang chỉ gật đầu, tiếp tục tẩy não, cái này chứng minh, tình cảm dạng này chỉ là thoáng qua, chẳng là gì cả, nói xong lời này, tâm tình của cô thoáng buông lỏng, một lần nữa cô lại tiếp tục bình tĩnh nằm xuống xem manga, bất chi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không biết, không biết qua bao lâu, di động ở đầu giường vang lên, đánh thức Tang chỉ. Cô mơ màng thức dậy, ngơ ngác mất mấy dây sau đó cầm điện thoại trực tiếp tắt lại một hồi chuông nữa vang lên tang chỉ nằm ngốc trên giường một lúc đến khi hồi chuông thứ ba vang lên mới chậm chạp bắt máy alo đầu dây bên kia vang lên giọng nói không kiên nhẫn của tang diên em đang làm gì sao không nghe máy thế hả em đang ngủ Tang chỉ cao có trả lời, em gọi lại cho anh, nhưng máy bận, sau đó anh gọi tiếp lần nữa nè, Tang Diên xùy một tiếng, không lý do. Nhanh dậy đi, anh mày đang định đi ăn bên ngoài với bạn, mày muốn đi không, hay chút anh mua về cho mày, không đợi Tang chỉ trả lời. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một người khác, ai, đoàn gia hứa hình như làm gia sư ở gần đây, hay gọi cậu ấy đi cùng luôn, tang diên, ok, vậy để tôi alo luôn, tang chỉ mấp máy môi, thu hồi những lời muốn nói lại, thấp giọng nói, em đi ăn cùng các anh, tang diên, chắc canh, ừm, tang chỉ đứng lên, tìm một lý do hợp lý, em đói bụng rồi, chờ anh về chắc chết đói mất thôi, được, thay quần áo đi. Tang Diên nói, khi nào anh gọi lại thì xuống, cúp điện thoại, Tang Chỉ đi đến trước tủ quần áo, nhìn vào bên trong, cầm tất cả chân váy ướm thử xong xuôi tang chỉ đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đúng lúc tang diên gọi điện tới, cô ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa, tang chỉ đi vào thang máy, không biết có phải ngủ quá nhiều hay không, mà sau khi tỉnh lại cô luôn cảm thấy toàn thân khó chịu, đặc biệt là phần bụng, tang chỉ nghĩ có thể là bị tiêu chảy, có chút hối hận vừa rồi không đi vệ sinh trước, tang chỉ mở cửa, lên ghế sau xe, anh chàng ngồi ghế phụ quay đầu, nhìn cô cười nói, em gái, còn nhớ anh không? không, là tiền phi, bạn cùng phòng tang diên, tang chỉ gật đầu, tang diên quay lại nhìn cô một chút, thắt dây an toàn vào, nhìn tang chỉ thắt dây an toàn đàng hoàng rồi, tang diên mới khởi động xe, bởi vì đi ra ngoài cùng tang diên nên tang chỉ không mang theo cái gì, ngoài điện thoại. Cô nhìn điện thoại, sau đó nhìn ra phía ngoài cửa kính, hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu, tiền phi, đi đón một anh nữa, tang chỉ nga một tiếng, không nói gì thêm, tang diên liếc nhìn tiền phi, cậu gọi cho cậu ta một cuộc đi xem thanh niên đang ở đâu, ra hứa nói đang ở trạm xe bus đông nghiễm, nói đến đây tiền phi chỉ, chỉ chỉ vị trí cách đó không xa, ai, có phải là chỗ kia không, nghe vậy tang diên liền thuận theo tay tiền phi nhìn sang, sau đó đánh tay lái, xe dừng lại. Thuận theo hướng cửa sổ, tang chỉ nhìn thấy đoàn gia hứa đang đi về phía mấy người bọn họ, sau đó mở cửa ghê sau, ngồi vào bên cạnh cô. Cô vô thức rủ mắt xuống, nhìn đi chỗ khác, tiền phi ở đăng trước thì thầm, cậu dạy phụ đạo cho học sinh cấp 3 sao, đoàn gia hứa miễn cưỡng lên tiếng, về sau cũng không nói thêm gì nữa, tang chỉ. Vụng trộm nhìn liếc qua anh, anh tựa hồ có chút mệt mỏi, vừa lên xe liền ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ, trên trán mấy lọn tóc tán loạn, nhìn qua có vẻ hốc hác. Sắc đèn đường mờ nhạt dọi vào người anh qua ô cửa kính, mờ mờ ảo ảo, đen vàng giao thoa khiến tang trĩ thất thần, qua nửa ngày đoàn gia hứa đột nhiên mở mắt tựa như phát hiện ra ánh mắt của ai đó lại phảng phất như muốn bắt lấy ánh mắt cô mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tang chỉ chưa kịp chuẩn bị cô vô thức bắt lấy vạt áo sợ hãi chuyển rời ánh mắt như chột dạ cô muốn trốn hai người nhìn nhau mấy giây sau đó cô cúi đầu xuống ra vẻ chấn định ung dung nhìn màn hình điện thoại xem như không phát sinh bất kỳ điều gì trong sát na vừa rồi Chuyện được edit bởi sắc cấm thành. Riap vui lòng xin phép và up sau pết 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn, thấy thế, đoàn gia hứa thoáng nghiền ngẫm biểu hiện của đứa bé này. Cũng không biết mình rốt cục đã làm gì chọc đến cô bé kỳ quặc này nữa, anh ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên cửa sổ, cười nhẹ hỏi, nhóc con, sao không chào anh, tang chỉ liếc nhìn anh một cái, ngoan ngoãn nói, anh ạ, à. tiền phi quay đầu, không cam lòng nói, ai thế tại sao lúc nãy em không chào anh, tang chỉ ngừng lại, hô một tiếng, anh trai tốt, phảng phất không nghe thấy tiếng tiền phi, đoàn gia hứa nhìn chằm chằm tang chỉ, một đôi mắt hoa đào câu hồn, cùng đôi con người ngươi trong vắt như mã não, tựa như hút hồn người đối diện vào lại tựa như thứ gì cũng không để ý, anh giống như không nghe rõ, đột nhiên hỏi, anh trai tốt là cái gì, tang chỉ không hiểu nói, thì chính là anh trai tốt lành, nghe vậy, đoàn gia hứa, khẽ cười, thanh âm cố tình kéo dài ra. Lần này anh đại khái là nghe rõ, nghiêng đầu một chút, ung dung lặp lại, anh trai rất đẹp trai à, trách không được gạch dưới, đoàn gia hứa đột nhiên xích lại gần tang chỉ, nhíu mày cười nói, vừa nhìn thấy anh trai liền đỏ mặt. Trong xe mở nhạc heavy metal ẩm ý, con tim tang chỉ cũng càng run dữ dội, cố giảm bớt cảm giác mất tự nhiên, vì đang ngồi ở phía sau, đoàn gia hứa cũng không thắt dây an toàn. Anh không ghé quá gần, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách, không xa không gần, tang chỉ như muốn ngừng thở, có chút không kịp phản ứng, cứ có cảm giác anh sắp chạm vào mặt mình nhưng vẫn có thể nghe ra ý cười đùa rất rõ ràng trong giọng nói của anh, chẳng nghiêm túc chút nào, trong nháy mắt có cảm giác bị một lão già trêu đùa, thật không thoải mái, cô dừng động tác lại, nghiêm mặt nói, anh thì có chỗ nào đẹp trai, Tiền Phi đang nghiêng đầu ra sau, nghe vậy liền vô thức nhìn về phía tang chỉ, vẻ mặt không cam lòng nói, cái này màn này đoàn gia hứa cậu có thấy mất mặt không em gái nào có đỏ mặt chứ âm nhạc hơi lớn tang diên không quá chú ý tới cuộc đối thoại của bọn họ thông qua lời tiền phi anh cũng đoán được đại khái đoàn gia hứa nói gì anh chỉnh âm lượng thấp xuống qua kính chiếu hậu quét mắt xuống dưới cậu ta mà cũng nói lời này sao không chứ Tiền Phi quay đầu lại, mắt nhìn thẳng lên trời, lần đo thể lực trước, tôi mới chạy một nghìn mét xong, thở như chó, cậu ta đi đến nhìn rồi lại còn hỏi, sao tôi vừa nhìn thấy cậu ta thì đỏ mặt, tang chỉ, đoàn gia hứa dựa vào ghế, ngồi co lại một cuộn, giống như không còn xương nữa, Nghe được tiếng tiền phi, anh chỉ cười hai tiếng, cũng không lên tiếng ngắt lời, tiền phi càng nói càng oán giận, vốn đang không thở nổi, nghe câu ấy của cậu ta xong mà muốn tắt thở luôn, đừng nói là cậu, tang diên chuyển tay lái, gia nhập hàng ngũ công kích đoàn gia hứa, ngữ khí trào phúng vô cùng, cậu ta cũng nói chuyện với chó như thế, hả? Tiền phi sừng sốt mấy giây, rồi cười phá lên, cậu ta nói với chó, sao vừa thấy anh đây thì đỏ mặt, tang chỉ hơi tưởng tượng ra được tình cảnh ấy, tiền phi không tiếc dựng ngón tay cái cho đoàn ra hứa, châu bò, nói xong liền quay sang trấn an tang chỉ, em gái nhỏ, đừng để ý đến cậu ta làm gì. Đây không phải anh trai tốt đâu, em cứ nghịch điện thoại một lúc là đến ấy mà, tang chỉ lườm sang đoàn gia hứa một chút, sắc mặt không thay đổi mà gật đầu, lúc này đoàn gia hứa mới mở miệng, lười biếng nói, tiền phi cậu đang châm ngòi ly rán đầy à tiền phi a à, một tiếng hỏi tôi châm ngòi ly rán á không đợi ai đáp lại anh ta lại quay sang nói với tang chỉ em gái nhỏ anh châm ngòi ly rán sao tang chỉ lắc đầu không có tiền phi ngồi phía trước vô tội giang tay ra tang chỉ nắm dây an toàn cố tình bổ sung thêm một câu giọng nói hết sức nghiêm túc anh trai này quả thực không giống người tốt nghe cô nói thế mí mắt đoàn Gia hứa giật giật, nhìn tang trĩ, anh còn tưởng là mình nghe nhầm, chậm rãi nhắc lại, anh không phải người tốt, tang trĩ không phản ứng lại, được thôi. Khóe môi đoàn gia hứa không mặn không nhạt cong lên, nói hết sức ý vị sâu xa, anh đây không phải người tốt, tang chỉ giả bộ như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua mấy giây, cô nghe được tiếng ai như có như không từ bên kia truyền tới, con sói mắt trắng nhỏ. Tang Diên lái xe một vòng quanh và NBSP, khu thương mại gần nhà, khu này chỉ vừa mới xây, rất nhiều cửa hàng mặt tiền chưa cho thuê nên cũng chưa bắt đầu kinh doanh. Bên ngoài chỉ có lẻ tẻ mấy cửa tiệm, nhìn qua có chút vắng vẻ, sợ ở đây không có chỗ đỗ xe, Tang Diên để ba người họ xuống trước, rồi một mình lái xe vào hầm để xe, sau khi xuống, Tang chỉ lại càng thấy khó chịu mà cảm giác này không giống với bị tiêu chảy cho lắm cô đột nhiên có một suy đoán không may lặng lẽ đi cuối lúc tuổi tác thích hợp lê bình có nói với cô về vấn đề kinh nguyệt của con gái nhìn các bạn học xung quanh lần lượt có kinh lần đầu, ngẫu nhiên tang chỉ cũng nghe được các bạn thảo luận về vấn đề này, thấy các bạn ấy vì cái này mà không đi học thể dục, vì cái này mà giữa mùa hè cũng uống nước ấm, vì cái này mà mỗi lần đến lúc giải lao giữa giờ và NBSP, phải đến nhà vệ sinh một lượt, thấy đã nhiều, nghe cũng nhiều, lúc này, dù có ngu ngốc đến mấy, tang chỉ cũng sẽ liên tưởng ngay đến chuyện kia, trên phương diện này Lê Bình rất cẩn thận, lúc nào bà cũng chuẩn bị sẵn băng vệ sinh để trong cặp tang trĩ đề phòng tình huống xấu xảy ra bất cứ lúc nào nhưng tang chỉ chỉ nghĩ là ra ngoài ăn tối căn bản không mang theo đầu óc cô trống rỗng tốc độ đi cũng càng chậm lại bắt đầu nuôi hy vọng rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều đoàn gia hứa cùng tiền phi đi ở phía trước tiền phi kích động nói với anh về trận game mới chơi cùng tang diên đoàn gia hứa nghe câu được câu không rất nhanh đã chú ý thấy tang trĩ chậm chạp không bắt theo bọn họ anh dừng lại quay đầu hỏi nhóc con sao em đi chậm thế môi tang trĩ giật giật không đáp đi lên đây Đoàn gia hứa vẫy tay về phía cô. Nếu không may em bị người ta lừa đi mất, anh làm sao mà biết được tiền phi lúng túng vò đầu. Tôi cũng quên luôn còn em gái tang diên, tang chỉ lễ mề đi qua, nhỏ giọng nói anh ơi, em muốn đi nhà vệ sinh. Nhìn sắc mặt của cô, Đoàn gia hứa nói, sao mặt em trắng bệch thế? Không thoải mái à? Không phải à? giọng tang trĩ càng thấp hơn em muốn đi nhà vệ sinh thấy thế đoàn gia hứa cũng đoán được đại khái cũng thấp giọng hỏi bụng khó chịu hả tang trĩ hơi ngập ngừng rồi gật đầu đi vào trong khu thương mại đi sợ cô thấy xấu hổ nên đoàn gia hứa cũng không hỏi gì thêm anh dẫn em đi tìm nhà vệ sinh nhé vừa nãy ngồi trên xe còn thương lượng với nhau dự định mở một quán đồ nướng và cơm chiều ở lầu ba khu thương mại ở bên trong sẽ đông khách hơ Đoàn gia hứa để tiền phi đi trước giữ chỗ trước. Ngay sau đó anh tìm được bảng chỉ dẫn ở xung quanh nói nhóc con em có mang theo khăn giấy không? Tang chỉ chấn tĩnh mấy giây không ạ à, vậy em cứ vào nhà vệ sinh trước nhìn xem bên trong có không. Đoàn gia hứa nghĩ gì đó rồi lại nói nếu như không có em nhắn tin cho anh để anh đi mua rồi nhờ một chị gái mang vào cho em có được không, hai người đi theo hướng của bảng chỉ dẫn, tang chỉ lắc đầu, hơi mất tự nhiên nói, một mình em là được rồi, anh để em đi một mình sao được. Đoàn gia hứa nâng mày hỏi, chắc em cũng mới tới đây lần đầu. Nếu như em lạc mất, anh trai em tới hỏi anh thì anh biết đi đâu mà tìm em, tang chỉ ngập ngừng nói, không phải còn có điện thoại sao, đoàn gia hứa buồn cười nói, em chỉ đi nhà vệ sinh thôi mà sao cũng lắm lý lẽ thế, tang chỉ lập tức ngậm miệng, đến lúc cách nhà vệ sinh khoảng 10 mét, đoàn gia hứa dừng lại, đi đi, tang chỉ liếc nhìn anh một cái, yên lặng và NBSP, đi vào. May mà không có nhiều người, mà nhà vệ sinh cũng lớn cô tìm một gian trống đi vào nhấc váy lên cởi quần bó và đồ lót ra quả nhiên hệt như cô nghĩ trên quần thấm một mảng đỏ quần bó đen cũng hơi ẩm biểu tình tang trĩ lập tức ngưng trọng kéo sau váy lên xem hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu xanh đậm có thể nhìn thấy một khoảng vải đã ngả sang màu sẫm nhưng nếu không chú ý kỹ sẽ không thấy được tang trĩ muốn sụp đổ cô muốn lên siêu thị ở tầng trên mua băng vệ sinh nhưng trong người lại chẳng có đồng nào Cô không biết phải nói với đoàn gia hứa thế nào nữa, xấu hổ tới mức một chữ cũng không gõ ra được, cả thế giới như sập xuống, tang chỉ sững sờ tại chỗ một hồi lâu. Một lúc lâu sau mới quyết định, lấy một đoạn dài khăn giấy đệm dưới quần lót, sau đó ra khỏi nhà vệ sinh, đoàn gia hứa vẫn đang đứng chỗ cũ nhìn điện thoại, ánh mắt chú ý thấy cô, anh liền cất điện thoại vào túi, xong rồi hả, anh ơi. Tang Chỉ hơi do dự, anh cứ đi lên trước đi, em muốn đợi anh trai em cùng lên, đoàn gia hứa, anh trai em đã lên trước rồi, hy vọng cuối cùng phụt tắt, Tang Chỉ buông thong mắt, à, vậy đi thôi, cảm thấy hôm nay cô hơi khác thường, đoàn gia hứa, có chút buồn bực, Hôm nay em sao vậy? Tối nay ra ngoài ăn cơm có lẽ là quyết định mà Tang Chỉ vô cùng hối hận. Kinh đầu chậm chạp mãi không tới lại dáng lâm đúng hôm nay lại còn đi cùng với ba tên con trai. Không ai hiểu được cô chỉ cảm thấy cô tùy hứng hơn bình thường. Cô bị Đoàn Gia Hứa giáo huấn trầm mặc không nói gì đi lên trước. Đoàn Gia Hứa không cũng đoán được trẻ con tầm tuổi này nghĩ cái gì chỉ cho là tâm trạng cô không tốt anh cũng không quá để tâm đang định đuổi theo cô mắt chợt quét qua ngay lúc này trong chớp mắt này anh mới chú ý tới váy cô có một mảng màu sẫm hơn bình thường lại nhớ tới một loạt hành động khác thường của tang trĩ chỉ, chỉ đành gãi đầu lập tức bắt lấy cánh tay tang trĩ cân nhắc từ ngữ thích hợp em không phải tiêu chảy tang trĩ dừng bước nhếch nhếch môi nhìn anh hốc mắt cùng hồng hồng rồi lại ngay lập tức cúi đầu xuống không nói gì đoàn gia hứa cũng hơi xấu hổ Dừng mấy giây, anh mới nói, em vào nhà vệ sinh chờ trước đi, anh đi mua cho em, tang chỉ không nhúc nhích, đầu vẫn cúi thấp không thấy được biểu tình, nghe anh nói thế, sự xấu hổ trong lòng cô gái nhỏ càng dâng lên, nước mắt đã nhịn cả nửa ngày đột nhiên rơi xuống. Tang chỉ đưa tay lên quẹt nước mắt, càng khóc lớn, hai bà vai run dày thu lại, giống như đang chịu đựng nỗi uất ức và NBSP, lớn nhất trần đời, không khí ngột ngạt bị tiếng khóc của cô đánh vỡ, đoàn gia hứa vốn đang không biết phải làm sao, trông thấy cô khóc, không hiểu sao lại bật cười lại sợ trêu cô khóc dữ hơn, đành cố nhịn cười, sao em lại khóc, tang chỉ thấy xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám tủi thân khóc, được rồi đừng khóc nữa. Đoàn gia hứa thấp giọng an ủi, có phải chuyện gì xấu đâu, vào nhà vệ sinh chờ anh, cô cũng không muốn cứ ngốc nghếch đứng ngoài này, nghẹn ngào thốt lên câu, cảm ơn anh, rồi cố nín khóc đi vào nhà vệ sinh, thấy cô đi vào, đoàn gia hứa thở hắt ra, đi về phía tầng 2. Sau khi lên thang cuốn, anh suy nghĩ một chút, vẫn nên gọi điện thoại cho Tang Diên thì hơn, Tang Diên bắt máy rất nhanh, sao còn chưa tới thế, nhất thời đoàn ra hứa cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, Tang Diên, alo? có nghe thấy không vậy đoàn gia hứa ừ một tiếng đồ ăn lên hết rồi mà sao vẫn chưa thấy hai người tang diên nói gì đi chứ người anh em đoàn gia hứa huynh đệ à em gái cậu tang diên làm sao cơ đoàn gia hứa chắc là đến kỳ đầu dây bên kia cũng trầm mặc theo còn tưởng đã cúp điện thoại đoàn gia hứa đi vào trong siêu thị khẽ ho một tiếng lúc này tang diên mới lên tiếng vậy bây giờ phải làm sao ngữ khí đoàn gia hứa nghe như không tưởng tượng được tang diên lại hỏi vậy sao cậu hỏi tôi tang diên trầm mặc mấy giây rồi nói hình như lầu hai có siêu thị huynh đệ à cậu chịu khó lên đấy mua đi đoàn gia hứa cảm thấy rất hoang đường chẳng lẽ nó là em gái tôi hả tang diên nghiêm túc đáp nhưng cậu là anh em của tôi ý chỉ em gái tôi cũng chính là em gái cậu đoàn gia hứa thấy rất đau đầu cậu xuống đi mấy đồ riêng tư này nên là cậu mua là tôi thì thấy hơi sai thời gian như ngừng lại đột nhiên tang diên nói tục chết tiệt đoàn gia hứa tang diên tín hiệu không tốt đoàn gia hứa tang diên cúp đây